Xin chào tất cả các bạn khán giả. Ngày hôm nay thì tiêu đề video các bạn cũng đã thấy mình nói đến một cái chủ đề, đó là loa đẹp chưa chắc đã ngon. Vậy thì loa nào là loa đẹp và loa nào là ngon? Thì ngày hôm nay mình có một cái sản phẩm mà anh bạn của mình cho mượn, đó chính là cái chiếc Soundcore Mini 2 của Anker này. Và đây là một trong số những sản phẩm mà cái thời gian cuối năm này các bạn chuẩn bị cho Tết, các bạn mua sắm rất nhiều. Và mình nghĩ rằng là làm một cái video so sánh về hai cái chiếc loa này nó là rất hữu ích vào cái thời điểm này. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng bắt đầu xem rằng là Soundcore Mini 2 nó có ăn được với cái chiếc Sony XB10 huyền thoại mà mình đang cầm ở đây không nhá. Và đầu tiên thì các bạn biết rằng đây chính là cái chiếc Soundcore Mini 2 mình cầm phía bên tay phải, còn phía tay trái mình chính là cái chiếc Sony XB10 huyền thoại. Phải nói là nó rất là huyền thoại và nó ra đời rất là lâu rồi, cũng rất là nổi tiếng nữa. Thì cái chất liệu của hai chiếc loa này nó khác nhau gần như là hoàn toàn. Bởi vì nếu như trên cái chiếc Sony XB10 huyền thoại này, nó là một cái chất liệu được phủ một cái lớp cao su ở ngoài, chỉ có cái phần màng chắn này nó được làm từ kim loại thôi, thì trên cái chiếc Soundcore Mini 2 này nó sử dụng nhiều hơn, đó là cái chất liệu nhôm. Và cái nhôm ở trên cái chiếc Soundcore Mini 2 này nó rất là liền lạc, nó rất là đẹp, nó có một cái màu gì đó giống như là nó được xử lý bề mặt vậy, cầm rất là thích tay. Tuy nhiên sẽ có hai cái điểm ở đây. Thứ nhất là các bạn cầm vào mùa đông thì các bạn sẽ bị lạnh. Và cái điểm thứ hai nữa là chính vì nó được bọc ít cao su hơn và cái khả năng chống sốc của nó khi mà nó có va chạm thì nó cũng ít hơn so với cái chiếc là Sony XB10 này. Thì đấy là cái điểm mà các bạn nên lưu ý về cái chất liệu làm loa. Còn một cái điểm khá là thú vị nữa, đó là XB10 thì chúng ta được trang bị một cái móc treo như vậy. Và các bạn có thể đặt cái chiếc loa của mình nó nằm như vậy. Đó, đặt như vậy thì nhìn nó rất là đẹp mắt. Thế còn chiếc Soundcore Mini 2 này thì nó chỉ có một cái tư thế như vậy thôi. Còn nếu các bạn đặt nằm ngang thì nó sẽ bị lăn đi. Có một cái điểm nữa mà cái chiếc Soundcore Mini 2 này nó khác so với cái chiếc Soundcore Mini đời đầu, đó là về cái phần phím bấm. Thì cái phím bấm ở trên Mini 2 này nó được làm to hơn, lồi hẳn lên và nó được đặt xuống dưới, nó xoay xung quanh cái chiếc loa này thay vì là trên cái đời đầu nó được đặt dọc như vậy. Thì cái thiết kế này nó đã giống trên cái chiếc Sony XB10. Còn cái trên Sony XB10 thì các phím nó làm có gì đấy, nó hơi tiết kiệm diện tích quá, nó làm gần nhau quá và nó không được làm những cái phím này lồi lên. Và khi mà chúng ta ấn vào những cái nút này thì có vẻ như là nó khó bấm hơn so với cái chiếc Soundcore Mini 2 một chút. Là cái lý do bởi vì là cái phím bấm của nó sẽ được đặt dưới một cái lớp cao su bảo vệ như vậy. Thế nên là cái cảm giác khi mà ấn vào nó sẽ không được nảy cho lắm. Còn lại thì cái cách thiết kế thì cái phím của Sony chắc chắn là nó thiết kế đẹp hơn, thanh mảnh và nó có cái gì đó lịch sự sang trọng hơn so với cái chất thô của trên cái chiếc Soundcore Mini 2 này. Cả hai cái chiếc loa này thì nó đều ở cái phân khúc giá là 1 triệu đồng. Và nếu mà có chênh lệch thì nó chỉ đâu đó rơi vào khoảng một vài trăm nghìn thôi, thì nó cũng không đáng là bao nhiêu cả. Ở đây chúng ta có những cái phím bấm rất đầy đủ giống nhau. Và ngoài cái điểm giống nhau về cái cụm phím bấm, các cái nút chức năng ra, thì chúng ta còn có những cái cổng kết nối ngoại vi nó được làm giống như nhau. Và đối với cái chiếc Soundcore Mini 2 này thì các bạn sẽ có một cái cổng là micro USB dùng để sạc ở đây này. Bên cạnh thì các bạn sẽ có thêm một cái cổng audio in nữa 3.5. Sang đến Sony XB10 cũng tương tự như vậy. Tuy nhiên rằng là cái cách thiết kế cái nắp cổng nó đã khác đi một chút rồi. XB10 chúng ta có một cái nắp cổng chắc chắn hơn, dĩ nhiên rồi. Là người nam giới nên là mình sẽ thích cái gì sự to, cái sự chắc chắn ở trên cái chiếc XB10 này hơn so với cái chiếc Soundcore Mini 2. Cảm giác là nó sẽ chắc chắn hơn. Còn lại cái cổng thì nó cũng như nhau mà thôi. Đấy là về cái cổng kết nối. Thế còn như vậy là nhìn tổng thể lại thì các bạn biết rằng là khi mà cầm ở trên tay đây thì chúng ta thấy rằng là Sony XB10 rõ ràng là nó nhỉnh hơn một chút về cái phần ngoại hình so với Soundcore Mini 2. Dĩ nhiên là ở phía dưới chúng ta vẫn có những cái đế cao su để giữ nó trên mặt bàn. Hai cái chiếc loa này nó đều được thiết kế về cơ bản là rất là đẹp. Còn cái điểm tiếp theo đó là về cái cấu hình xuất âm của nó. Thì đối với hai cái chiếc loa này thì cái công suất của nó đều rơi vào tầm khoảng 6W. Và khi mà mở ở một cái mức âm lượng mà trung bình khoảng 70% thì nó đều phát huy được rất là tốt cái sức mạnh của mình. Và cũng như là cái lợi thế của nó là một chiếc loa di động, nên là nó chơi nhạc cho chúng ta một cái chất lượng âm thanh cũng tương đối là tốt. Tuy nhiên là để mà nói, để mà so sánh thì chúng ta vẫn phải khắt khe hơn một chút. Mình có mở ở một cái mức âm lượng là 100%, tức là một cái mức âm lượng rất là lớn. Thì khi mà chúng ta mở như vậy thì cái chiếc Sony XB10 này, một cái chiếc loa huyền thoại, nó đã thể hiện một cái sức mạnh tốt hơn so với cái chiếc Soundcore Mini 2. Âm thanh của nó chi tiết hơn và cái giải bass của nó cũng có cái gì đó nó nổi trội hơn. Và đó cũng chính là cái lý do mà Sony họ giới thiệu họ có trang bị một cái subwoofer ở phía dưới này. Dĩ nhiên là cả hai chiếc loa này nếu như các bạn để ý kỹ thì các bạn đều thấy là nó đều được giới thiệu là nó trang bị subwoofer. Trên cái chiếc Soundcore Mini 2 này cũng vậy. Tuy nhiên rằng khi mà hoạt động thực tế thì mình thấy rằng là cái chiếc XB10 này về cái subwoofer này thì nó hoạt động hiệu quả hơn so với cái chiếc Soundcore Mini 2. Soundcore Mini 2 thì thực ra là nó phát huy tác dụng rất là ít, bởi vì cái âm thanh của nó vẫn chủ yếu đến từ những cái cục loa ở trên này. Còn cái subwoofer của nó thì mình thấy là XB10 nó hoạt động hiệu quả hơn.
Và còn một cái điều nữa đó là cái driver ở trên chiếc XB10 này nó cũng sẽ lớn hơn so với cái chiếc Saucor Mini 2 này một chút. XB10 là 1,8 inch, còn với cái chiếc Anker Saucor Mini 2 này nó là 1,6 inch. Đó là về cái phần màng loa, còn cái công nghệ bên trong cái phần mềm thì nó cũng có một cái hơi khác một chút ở đây. XB10 thì các bạn biết rồi, Sony họ có một cái công nghệ mà họ rất tự hào, đó là cái công nghệ ExtraBass trên những tất cả cái thiết bị loa cũng như là tai nghe của mình. Ngoài ra thì Sony họ cũng giới thiệu đó là nó có một cái radiator thụ động, tức là nó giúp tăng cường cái giải bass. Và cái chiếc Mini 2 này nó cũng được giới thiệu như vậy. Tuy rằng là Anker họ không gọi đó là một cái công nghệ ExtraBass hay là gì cả, nhưng mà nó cũng có một cái bộ radiator thụ động để nó tăng cường cái giải bass. Và đó cũng chỉ là cái cách mà các cái hãng âm thanh họ giới thiệu thôi, còn cái hiệu quả thực tế nó hoạt động như thế nào thì mình đã chia sẻ với các bạn ở phía trên. Chuyển sang một chút về cái công nghệ kết nối thì chúng ta biết là cái Anker Saucor Mini đời đầu nó sử dụng cái công nghệ Bluetooth là 4.0. Tuy nhiên là lên đến đời thứ hai này các bạn đã thấy là nó có công nghệ Bluetooth 4.2, nó đã ngang bằng với cái huyền thoại là Sony XB10 rồi. Và cả hai chiếc loa này đều kết nối rất tốt nên là các bạn không phải lo về cái khoản kết nối nữa. Còn cuối cùng đó là về phần pin thì thực ra là cái phần này nó cũng không chênh lệch nhau quá nhiều. Thế nhưng mà để mà chia sẻ, để mà so sánh cho các bạn thì mình cũng phải chia sẻ hết. XB10 thì các bạn biết rằng là Sony họ công bố là nó chơi nhạc được 16 tiếng, dĩ nhiên là ở một cái mức âm lượng vừa phải. Thế còn đối với chiếc Saucor Mini 2 này nó là 15 tiếng. Và như vậy nếu như nói về thời lượng pin thì có thể thấy là cả hai chiếc loa này kẻ 8 lạng người nửa cân. Tuy nhiên thì nó sẽ có một cái điểm nó khác biệt ở đây mà chiếc Anker Saucor Mini 2 này nó làm rất tốt, đó chính là cái công nghệ chống nước. Công nghệ chống nước ở trên Saucor Mini 2 này nó đã đạt chuẩn IPX7. Trong khi đó với cái chiếc XB10 huyền thoại này nó đã ra đời khá là lâu rồi, thì cái công nghệ kháng nước của nó chỉ được trang bị đó là IPX5 mà thôi. Thì rõ ràng là ngay cái tên nó đã nói lên tất cả rồi, IPX7 ở trên Saucor Mini 2 nó sẽ cho một cái khả năng chống chịu nước tốt hơn so với cái chiếc Sony XB10. Và như vậy là vừa rồi thì mình chia sẻ cũng như là mình so sánh đến cho các bạn rất chi tiết về hai chiếc loa này, về cái âm thanh của nó như thế nào dựa trên từng cái công nghệ mà mỗi chiếc loa nó sở hữu. Và như vậy thì bây giờ mình có thể tạm thời kết luận cái việc so sánh hai chiếc loa này dựa trên 5 yếu tố như sau. Yếu tố thứ nhất đó là về mặt design, tức là cái thiết kế. Thì về cái mặt này cá nhân mình đánh giá cái chiếc Sony XB10 cao hơn, nhờ cái việc là nó có một cái khả năng chống va đập tốt hơn, cũng như là cái cảm giác cầm nắm nó tốt hơn, nhất là vào mùa đông. Cái điểm thứ hai là về sound quality, tức là cái chất lượng âm thanh. Thì nhờ cái cấu hình của nó cũng như là những cái công nghệ mà nó trang bị đi kèm thì cái chất lượng âm thanh của trên cái chiếc XB10 mình đánh giá là nó nhỉnh hơn một chút so với cái chiếc Saucor Mini 2. Chiếc Saucor Mini 2 này thì đôi khi chúng ta vẫn có cái cảm nhận là bass của nó xuống chưa được sâu và nó chưa thực sự là chi tiết so với cái chiếc Sony XB10. Cái điểm thứ ba ở đây chính là về cái thời lượng pin, cái mức năng lượng của nó thì có thể nói là XB10 nó nhỉnh hơn một chút, còn Saucor Mini 2 nó cũng rất là tốt. Điểm thứ tư chính là cái phần connectivity, chính là cái điểm kết nối cái công nghệ Bluetooth. Thì cả hai chiếc loa này nó đều sở hữu cái công nghệ Bluetooth 4.2 cho một cái khả năng kết nối tốt như nhau. Vậy thì mình kết luận rằng là gì? Saucor Mini 2 rất đẹp, tuy nhiên chưa chắc nó đã ăn được cái chiếc XB10 huyền thoại. Nếu như mà bạn quan tâm đến chất lượng âm thanh, nếu như mà bạn quan tâm đến một cái thiết kế tốt thì XB10 nó vẫn là một huyền thoại. Rồi, về phần âm thanh này thì mình sẽ để ra cho các bạn một cái khoảng thời gian nho nhỏ trong cái video này để các bạn có thể lắng nghe cũng như là so sánh thông qua YouTube về cái âm thanh của hai chiếc loa này. Dĩ nhiên là nó sẽ không tốt được bằng khi mà các bạn nghe trực tiếp đâu. Nhưng mà các bạn hãy xem hai cái chiếc loa này nó thể hiện cái âm thanh nó như thế nào nhé. I'm walking alone, the streets are empty. And I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight.
Rồi và bây giờ thì đến chiếc Sony XB10, các bạn hãy cùng nghe thử nhé. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Thì đó là những cái chia sẻ cá nhân của mình. Còn nếu về phía các bạn có dự định là mua cho mình một cái chiếc loa để giải trí dịp cuối năm thì các bạn sẽ lựa chọn sản phẩm nào? Saucom Mini 2 hay Sony XB10? Hãy cùng comment chia sẻ phía bên dưới. Đặc biệt là với những ai mà đang sử dụng hai cái sản phẩm này thì chúng ta hãy cùng chia sẻ những cảm nhận của mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo. Bye bye.